Alo, con bé chúng ta đây. Đây là phòng bếp ốp bằng tấm vân đá. Toàn bộ tấm vân đá sao chỉ ốp bằng vân đá. Cực kỳ sạch sẽ luôn. Đây là phòng ngủ trước khi thi công và sau khi thi công. Rồi làm đàn nữa. Để lắp sàn. Bé. Không được à? Hả? Được chưa? Không cho cái dài. Thank you.